Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần routing connector. Cái phần này nó tuy ngắn nhưng mà nó sẽ mang lại hiệu quả cũng như là giải quyết được các vấn đề về việc kết nối với các khu vực lại với nhau. Ví dụ như là khu vực ví dụ như công ty của các bạn nằm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các bạn có chi nhánh ở Hà Nội hay là ở trên thế giới chẳng hạn, thì cái phần này là phần mà để cho các bạn sử dụng và để connect các cái trụ sở đó lại với nhau. Các bạn vui lòng mà nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện cho đúng. Thì các bạn muốn thực hiện được cái yêu cầu đó thì các bạn phải vào phần trên server manager để các bạn setup. Thì vào đây á, các bạn sẽ tạo mới cái địa điểm ở trong routing group. Ví dụ như mình đang tạo cái địa điểm đầu tiên á, ở trên routing group á, là địa điểm mới là Sài Gòn. Mình đang lấy ví dụ là công ty của mình có hai trụ sở tại Sài Gòn và Hà Nội. Sau khi mình tạo xong Sài Gòn á, thì mình sẽ qua tạo mới routing group tại Hà Nội. Các bạn dựa vào thực tế của công ty các bạn mà các bạn vào đây tạo routing group cho nó phù hợp nha các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ copy mentor từ PC10 qua. Rồi sau khi tạo mới xong cái routing group á, Sài Gòn Hà Nội á, thì các bạn vui lòng nhìn mình thao tác để các bạn thao tác thực hiện lại cho đúng. Ở đây á, mình sẽ copy nguyên cái PC10 vào. Rồi sau khi mình copy xong, sau khi mình tạo thật xong thì mình sẽ vào phần connector của Sài Gòn. Mình sẽ add cái đường dẫn của server 10. Sau khi ép xong thì các bạn sẽ thấy cái nội dung mà các bạn vừa thao tác. Và bây giờ đến Hà Nội cũng có rồi nha các bạn. Khi các bạn thao tác xong thì nó sẽ cập nhật tại routing group của Sài Gòn cũng như là của Hà Nội. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và hy vọng video lần này sẽ giúp ích cho việc quản lý cũng như là các trụ sở của các bạn lại với nhau và trao đổi thông tin
giữa các trụ sở một cách thuận tiện nhất.